Chào mừng anh em đã quay trở lại và trong video này, chúng ta sẽ cùng đánh giá lại về một chiếc điện thoại mini chạy Android xứng đáng là tốt nhất được ra mắt trong năm 2023 chuẩn bị ra mắt. Điện thoại thông minh mini ở thời điểm này có lẽ không còn phù hợp cho thị trường nữa. Nó có thể được khá nhiều anh em trên Internet yêu thích vì kiểu dáng nhỏ nhắn dễ thương, nhưng cái thời của điện thoại nhỏ đã qua rồi, chỉ cần nhìn Apple với dòng iPhone mini là biết. Về lý thuyết, điện thoại thông minh mini ít nhất sẽ có ý nghĩa đối với những chị em có bàn tay nhỏ, nhưng giờ chị em cũng thích to dài nạc rồi thì điện thoại mini đã không còn ý nghĩa sử dụng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà thế giới điện thoại mini khép lại. Vẫn có những flagship mini được ra mắt và mới nhất cho đến giờ, đó là chiếc Zenfone 10 của nhà Asus mà họ sẽ ra mắt vào vài ngày nữa. Bắt đầu với thiết kế, Zenfone 10 sẽ kế tục những điểm tinh túy nhất mà Asus đã làm được kể từ dòng Zenfone 8 cho đến Zenfone 9 năm ngoái, tức là gây ấn tượng nhờ kích thước nhỏ gọn, nó gọn hơn khá nhiều so với bất kỳ điện thoại thông minh hàng đầu nào khác hiện nay. Điều này để nói rằng kích thước của Zenfone 10 rất gần với chiếc iPhone 13 mini, mẫu điện thoại có thể coi là nhỏ gọn cuối cùng của Apple trước khi bị khai tử. Dù là có kích thước mini nhưng các đường nét thiết kế của Zenfone 10 thực sự đáng chú ý. Mặt trước là màn hình tràn viền với độ phủ tới hơn 90% so với khung máy, như mong đợi trong thời đại ngày nay, và điểm tốt nữa là với viền cằm dưới giờ đây đã mỏng tương tự phần cằm trên, tạo cảm giác cân đối hơn so với người tiền nhiệm Zenfone 9, giúp nó giống với chiếc Nothing Phone tai tiếng. Mặt lưng phía sau sẽ là điểm nhấn của chiếc Zenfone 10 khi mà khá tương đồng với Zenfone 9, với hệ thống camera hai mắt khá lớn. Nhìn chung, Zenfone 10 có một thiết kế trang nhã và mặc dù chiếc máy này không thu hút được nhiều sự chú ý như các máy có cạnh viền cong, chỉ khi nhìn vào kỹ hơn sẽ thấy nó nổi bật so với hầu hết các điện thoại thông minh khác cùng phân khúc flagship, khi đây chính là một chiếc máy nhỏ xinh, độc đáo. Thứ hai là về màn hình, chiếc Zenfone 10 nhỏ nhắn, nhưng với tư cách là flagship của Asus năm nay, nó có một màn hình thực sự xứng tầm cao cấp. Màn hình của Zenfone 10 có kích thước từ 6 inch đến 6,3 inch, độ phân giải 1080 pixel cùng tần số quét 120Hz là hoàn toàn phù hợp. Màn hình của Zenfone 10 được cho là tương tự với người tiền nhiệm Zenfone 9 về độ sáng. Dĩ nhiên, nó sẽ thua kém khi so với các thông số tương tự trên các điện thoại Samsung, Apple, máy vẫn cho khả năng hiển thị mặc định rực rỡ, độ sâu màu cao và không cần phải chuyển sang các cài đặt màu sắc khác. Nhờ tấm nền OLED mà Zenfone 10 cũng sẽ hỗ trợ năng luôn bật với một số tùy chỉnh màn hình đơn sắc hay xem thông báo nhanh mà không cần bật màn hình. Thứ ba, về âm thanh. Tương tự Zenfone 9, có thể chắc chắn rằng Zenfone 10 chính là một trong những điện thoại nhỏ gọn cho chất lượng âm thanh tốt nhất hiện nay, ngang bằng với loa của Samsung vốn tự hào vì được hiệu chuẩn bởi công ty Conham Mankadong. Điểm tốt nhất chính là khả năng tái tạo âm trầm rất chất lượng, nó cũng đủ lớn để nghe được thoải mái trong khoảng không gian khoảng trung bình của anh em phòng trọ. Chất lượng âm thanh được duy trì ổn định ngay cả khi âm lượng đạt mức tối đa mà không có tiếng rè hay méo tiếng. Thứ tư, về hiệu năng và pin. Zenfone 10 được cài cắm con chip hàng đầu của Qualcomm vào thời điểm năm nay là Snapdragon 8 Gen 2, mang đến khả năng đa nhiệm tuyệt vời khi kết hợp dung lượng RAM siêu lớn lên tới 16GB. Chiếc Zenfone 10 hoàn toàn thừa khả năng cân mượt tất cả các trò chơi nặng nhất hiện nay mà Android có thể ném vào, cũng như cho cả năng chỉnh sửa video, ảnh, nhạc tốc độ cao trong thời gian dài. Bên cạnh đó, thời lượng pin của máy sẽ khá tuyệt vời vì nó còn lớn hơn về mặt dung lượng so với người anh em Zenfone 9, cho phép on-screen tới nửa ngày hoặc lên tới cả ngày với cường độ sử dụng tiêu chuẩn. Cuối cùng là về camera. Zenfone 10 sẽ có một số nâng cấp đáng kể về camera so với người tiền nhiệm Zenfone 9, dù đáng tiếc là vẫn chỉ dừng lại ở cụm camera kép. Nó bao gồm một cảm biến chính độ phân giải cao và một camera siêu rộng có hỗ trợ tự động lấy nét cùng khả năng chống rung quang học như một pin, vô cùng nhiều nâng cấp khác về mặt thuật toán để chụp ảnh ban đêm hiệu quả. Nhìn chung thì camera của Zenfone 10 tiếp tục hoàn toàn tương xứng với tiêu chuẩn của một cụm camera kép thường thấy trên điện thoại cận cao cấp. Nó chắc chắn không gây thất vọng, nhưng có vẻ khi so sánh với Google Pixel hay iPhone 15 tiêu chuẩn, chúng ta vẫn sẽ cần theo dõi thêm. Kết luận, nhìn chung, nếu anh em thích điện thoại lớn hoặc thậm chí là những chiếc có kích thước tiêu chuẩn hiện nay, tức là điện thoại phải từ 6.3 inch trở lên, thì chiếc Asus Zenfone 10 chắc chắn không dành cho bạn. Asus đang sử dụng kích thước làm yếu tố tạo sự khác biệt chính cho Zenfone series, vì về cơ bản, hãng đã từ bỏ việc cạnh tranh trực tiếp với Samsung và các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất những chiếc flagship có kích thước bình thường. Họ đang tập trung vào thị trường ngách, với một bên là điện thoại chơi game dốc và bên kia là chiếc Zenfone nhỏ bé. Dĩ nhiên, với tư cách là một điện thoại nhỏ gọn nhưng ở cấp thấp hơn các điện thoại dốc, chiếc Zenfone 10 sẽ không thực sự đáp ứng đầy đủ tất cả các tính năng mà mọi thiết bị hàng đầu hiện có. Và đó là lý do tại sao chiếc Zenfone thế hệ tiếp theo này chỉ nên so sánh với một chiếc iPhone 13 mini vốn đã bị khai tử cách trước đó 2 năm. Điều đó không có nghĩa là Zenfone 10 không phải là một chiếc điện thoại tuyệt vời. Chỉ đơn giản là Asus đã biết tập trung hơn để cung cấp các tính năng tốt hơn trong một thiết kế tương tự sau khi chiếc Zenfone 9 ra mắt năm ngoái.
Nhìn chung thì khi mà thế giới không còn quá nhiều điện thoại nhỏ gọn như hiện nay thì chiếc Zenfone 10 sẽ là một trong những điện thoại mini hoàn hảo nhất chúng ta sắp được trông thấy trên thị trường.